tọa lạc tại trung tâm huyện Văn Giang, khu đô thị sinh thái Dream City nằm cách thành phố Hưng Yên 37 km về phía tây bắc, nằm cạnh khu đô thị Đại An và gần hai đại đô thị Eco Park và Vinhome Ocean Park, được đồng bộ về hệ thống giao thông. Khu đô thị sinh thái Dream City nằm tiếp giáp với các trục đường lớn như đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường vành đai 3,5 đem đến cơ hội phát triển, nâng cao giá trị thương mại cho từng khu vực. Tổng thể dự án phân bổ thành 8 phân khu nhà ở, cụm khu ở trung tâm, khu ở tiếp giáp với công viên mặt nước phía đông, khu ở tiếp giáp với công viên cây xanh phía tây, khu ở biệt thự cao cấp, khu ở tiếp giáp với cảnh quan sông nước phía tây bắc, khu ở tiếp giáp với cảnh quan sông nước phía tây nam, khu nhà ở xã hội và khu dân cư hiện trạng. Mỗi phân khu đảm bảo đầy đủ về cơ sở hạ tầng xã hội, công cộng, thương mại, dịch vụ, dễ dàng phân đợt đầu tư, bố trí đa dạng các khu công viên cây xanh, công trình thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội để đa dạng các hoạt động cộng đồng, nâng cao chất lượng sống, thuận lợi cho các cư dân dự án và tạo sự hứng khởi cho người dân. Các trục đường chính hình thành hệ thống hạ tầng khung hoàn chỉnh, kết nối khu đô thị với các khu vực xung quanh, hình thành mạng lưới giao thông dạng ô bàn cờ đơn giản, đạt hiệu quả cao trong sử dụng. Các khu ở bố trí thành từng nhóm. Các khu công viên cây xanh kết hợp với các công trình công cộng dịch vụ với quy mô khoảng 1,5 hectare đóng vai trò làm hạt nhân trong từng nhóm ở. Các công trình hạ tầng xã hội, trường học bố trí phân tán nhằm đảm bảo bán kính phục vụ. Quy mô công viên cây xanh mặt nước lớn kết hợp với các công trình cao tầng đem đến môi trường sống trong lành, thân thiện, làm gia tăng giá trị sống của người dân trong khu đô thị. Một đô thị phát triển hiện đại, cân bằng cho toàn bộ diện tích hơn 400 hectare, chú trọng phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe, y tế và giáo dục tiên tiến. Tổ hợp villa mang thương hiệu Vinhomes, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, biệt thự ven hồ, shop house. Khu công viên cây xanh có diện tích khoảng 20 hectare, với điểm nhấn là hồ nước cảnh quan rộng hơn 8 hectare, với dải cát trắng ven hồ, mang đến một chất sống như ở vùng biển xanh. Song song với các không gian ở là các tiện ích đô thị với các khu giải trí, ẩm thực, BBQ, thưởng thức văn hóa nghệ thuật là nơi tạo nên sức hút của người dân. Trục phố đi bộ kết hợp với thương mại dịch vụ dài hơn 1 km với điểm nhấn là khu công viên trung tâm rộng khoảng 3,3 hectare, đóng vai trò là hạt nhân của khu đô thị, được lấy ý tưởng từ phố Hiến xưa để phát triển một phố Hiến của thế kỷ 21. Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố Hiến là một tiền đề phát triển thương mại, dịch vụ giải trí hấp dẫn, độc đáo, tạo sự hứng khởi cho người dân dự án và khu vực lân cận, làm điểm đến không thể thiếu trong nhu cầu giải trí, ẩm thực, mua sắm của người dân Hưng Yên và vùng phụ cận. Khu đô thị sinh thái Dream City sẽ là nơi an cư hoàn hảo cho nhiều thế hệ, là một đô thị văn minh hiện đại, một phố Hiến của thế kỷ 21.